Rồi xin chào quý anh chị nha. Vừa đầu canh kia anh mới lấy một sắp tôm lam à, anh đối diện nhà kia à, quán cà phê xanh anh lấy 5 tờ à. Rồi thì ngày hôm nay thì em bón cái đài Quảng Ngãi nha anh chị. Rồi em cũng hô số luôn nha. Tóm 12 nè à, 91 nè, 09 nè, 26 nè, 59 nè, 81 à, đây đất nông nha anh chị. À, đất nông là bo tà cái màu khó khó nè, Quảng Ngãi màu đỏ hơn à, đất nông cái màu trắng trắng xíu. Rồi ba tà 60 tà nè, ba số 60 tà. Rồi số 11 nè, số 18 nè, số 39 nè, số 48 nè, số 53 nè, số 67 nè, 76 nè, 94 nè, 02 nè, 95 nè, 20 nè, 36 nè, 77 nè, 68 nè, 54 nè, 49 nè, 30 nè, 21 nè, 12 nè, 03 nè, 27 nè, 36 nè, 45 nè, 50 nè, 64 nè, 73 hỏi quý vị. Đó là những con số ngày hôm nay em bón nha. Đó thì cũng bón được một sắp rồi, sắp đây thôi còn số còn nguyên mà người ta lấy lẻ 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 thôi nha anh chị. Rồi rồi thì cảm ơn quý anh chị nha, đã xem video, chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài nha. Anh chị nào muốn mua dây số thì anh chị điện cho em là số điện thoại 0968634712. Đó thì em sẽ giữ số cho anh chị, rồi chúng ta sẽ liên lạc qua Zalo nha anh chị. Đó, anh chị tin tưởng thì em giữ số, còn không tin tưởng thì quý vị anh chị ở khu vực gần đây thì anh chị lấy dây số là trước giờ 5:20 nha anh chị. Đó. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã xem video của em nha. Chúc cho anh chị chiều nay may mắn vô lô vô số nha anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị những video sau nha.